Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ cảm xúc dâng trào khi quốc ca Việt Nam vang lên trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ tại FIFA World Cup 2023. Đội bóng Việt Nam đã phải đối mặt với thử thách khó khăn khi lọt vào bảng E với sự góp mặt của đương kim vô địch thế giới đội tuyển nữ Mỹ và đương kim á quân thế giới đội tuyển nữ Hà Lan. Dù thua đội tuyển nữ Mỹ với tỷ số 0-3, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi kiên cường và hợp lý trong đấu pháp. Dù đối thủ có lợi thế vượt trội về thể hình, đội bóng Việt Nam đã hạn chế những đường chuyền dài và cần rút kinh nghiệm để tăng cường sự khéo léo, nhanh nhẹn và chọn lựa bật tường trước đối phương. Trong trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện sự kiên cường trong phòng ngự dưới sức ép của đội bóng số 1 thế giới. Đặc biệt, hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu xuất sắc với thủ thành Kim Thanh chóng bánh cứu thua hiệu quả. Huấn luyện viên Mai Đức Chung khen ngợi sự hạn chế đường tấn công của đối thủ và cách các cầu thủ thực hiện yêu cầu chiến thuật. Khoảnh khắc đáng nhớ là pha cứu thua xuất sắc của Kim Thanh trên chấm 11m. Sau trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo với Bồ Đào Nha.